đang ở lầu 1 qua chợ Thận đi. Rồi đi, đi thẳng qua bển. Linh phát hôm nay ngày 7 tây tháng tháng 3 năm 2021. Con Linh Mỹ Tho cùng với thầy Thích Bảo Hòa, em Nguyên đến khoa Chợ Thận để trao yêu thương cho bà con. Kết hợp với thầy Linh đem khẩu trang. Đem khẩu trang hôm đó em Thúy Bình Quỳnh có cho đó. Hôm nay Linh đem khẩu trang kèm theo vô để cho bệnh viện tặng cho bà con ở trong đây luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bây giờ thầy, bây giờ thầy để cái thùng nãy đây đi. Thầy để thùng này nè, cái anh này chạy thận luôn nè. Gửi cho anh đi. Đây. Rồi tặng anh bánh ha. Với khẩu trang. Nay khỏe không? Rồi, thầy tặng chút qua tiền. Rồi đi. Để bên ổng đó. Để bên ổng đi, còn không mấy đem vô luôn cũng được, đi vô đây đây tới đây rồi. Tới chỗ đây mình để trong đây đi. Em gửi xài khẩu trang nha cưng. Sáng xài đi đừng để bảo vệ chung luôn. Đi vô trong đây luôn không? Em cho chị gửi cái khẩu trang đi cưng, để xài để bảo vệ nhau. Cho em gửi thì giặt tới giặt lui được mà. Dạ khoan, để vô đây, vô trong đây rồi ra. Rồi. Ở ngoài đây trước đi con. Đây trước đi. Cho mình gửi khẩu trang đi chị. Rồi thầy gửi sữa với gửi chút quà. Nè. Cô cho con gửi cô khẩu trang nha. Rồi thầy gửi quà cho cô. Ê, bông. Cho em gửi. Dạ. Nó phải siết cái tay mình lại vậy đó ha. Để con đỡ, con để dưới cái chừng đụng 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 cái tay người ta đau. Dạ. Khỏe nha chị. Dạ. Thầy gửi tiền ở dưới cái bánh này, để dưới á. Để bay nó bay. Dạ. Chú ơi chú, cắt tiền đi chú. Có gửi chú chút tiền, chú cất tiền dạ, nha. Bỏ vô túi nha. Rồi để bỏ vô túi dùm nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ở đâu là một hiệu.
Dạ ở Mỹ Tho chú ơi. À, nó nghe cưng bữa hổm cưng nói là có cái hoàn cảnh bé nào bé ở trên. Chết rồi, ủa vậy hả? Nó chết rồi. Ờ, con gì ấm nhôm nhất hả? Con Phượng á hả? Chết rồi hả? Chết rồi chị ơi. Em hỏi cho chị là cho ông Hiếu Anh với cô Kim Phụ mà hai người đó. Ông tại đây ông Hiếu Anh chị Dân chị cho hai lần rồi, dạ. Kim Phượng chị cho cũng mấy lần rồi luôn nữa. Còn có được rồi, có là mấy người rồi. Dạ cho em khởi khẩu trang thôi. Vậy vậy đi cho nó hết thôi, nó thoát hết kiếp nó. Mà thiệt có người nói chị vậy đó, mày đi mà mày đi tới đâu người ta chết tới đó. Khổ ghê. Dạ, dạ. Dạ. Ở đây chung còn biết còn cảnh nào khổ nữa không? Bệnh, dạ. Bệnh thì đương nhiên người ta có bệnh rồi đó. Dạ. Nhưng mà kiếm cái người nào khổ nhất á để mình để mình gửi quà riêng cho người ta. Hết bánh đâu phải còn thùng phải nữa. Ra trước á, đây lấy thùng phải đem vô. Dạ. Dạ khẩu trang thà xài nhưng mà mình phải thường xuyên giặt đó cô. Chứ mình xài một cái mà xài lâu mình không giặt mình cũng tự chết với nó luôn. Khẩu trang y tế nhưng mà mình giặt được cưng. Giặt được chứ chị giặt nè, chị giặt tới giặt lui chị xài. Rồi thiếu ha. Còn bánh, còn thùng bánh đâu? Đưa mình khẩu trang đi. Không có rồi đó, không có bệnh đi. Quên đây nè, đây nè. Ở ngoài đây thùng sữa em bỏ đây nè. Nó không biết đường đi kiếm rồi. Ừ. Nè, bà Nguyên bỏ ra Nguyên. Cái thương lắm, thích đi từ thiện lắm. Đi lại bắt đầu từ cái bệnh đằng đây nè. Còn cái bệnh đằng đây chưa có nè. Được rồi. Rồi, bà Nguyên lấy thêm đi. Rồi thầy đưa tiền đây nè thầy. Được rồi. Đây thầy chưa đưa tiền đây. Bên đây. Chưa có bánh nè. Ráng niệm Phật nha anh, cho mình không có bị hành hạ thân xác. Bị mấy năm rồi? 2 năm ấy.